Xin chào quý cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay Diễm quay trở lại kênh chia sẻ với mọi người một căn nhà 2 tầng lô phố được thiết kế theo phong cách hiện đại với diện tích ngang 5, dài 14, công năng là 3 phòng ngủ. Mẫu nhà này sẽ phù hợp với gia đình có từ 4 đến 6 thành viên. Nhà này bên em Diễm thiết kế cho anh Cường ở tại Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Phần đầu tiên em Diễm sẽ nói về mặt tiền và bên ngoài căn nhà. Và phần tiếp theo là diễn tả công năng ở bên trong cho anh chị dễ hình dung thông qua mô hình 3D ha. Nhà này được xây dựng trên lô đất ngang 6m, dài 22m và trong đó mình xây nhà là ngang 5m, chừa bên hông 1m để cho thoáng và chiều dài của nhà là 14m. 14m là tính từ mảnh tường này đến mảnh tường cuối nhà, không có tính sảnh nha. Có sân trước, đậu xe ô tô và sân sau. Em Diễm nói sơ qua về công năng ha. Nhà này 2 tầng, tầng dưới công năng là phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh dùng chung. Trên tầng lầu là một phòng thờ, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh dùng chung. Bây giờ mình sẽ đến phần trang trí mặt tiền ha. Ở đây em Diễm có phối cổng luôn rồi. Cổng thì một bên mình sử dụng gạch ô gió. Phía trước ô gạch ô gió thì có bồn hoa như thế này. Nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại. Hệ cửa là xài cửa nhôm sinh pha, kính cường lực và em Diễm có bo góc như thế này. Cửa sổ cũng vậy, cửa sổ ở phía trên là sử dụng vòng bán nguyệt để tạo điểm nhấn trang trí, vừa là cho ngôi nhà của mình nó có thêm nét mềm mại. Ở phía dưới đáy seno sử dụng vật liệu là nhựa giả vân gỗ ngoài trời. Ở trên này mình làm trang trí như thế này. Khu vực này cũng sử dụng vật liệu là nhựa giả vân gỗ. Mình nhìn giống như là khu vực này là nó có bồn hoa. Nhưng mà không phải bồn hoa. Cái này là mảng tường rồi mình úp vật liệu là nhựa giả vân gỗ. Ở bên trong thì mình để chậu hoa riêng. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được diện tích. Khi mà mình không có muốn xài bồn hoa thì mình bỏ đi. Mình có thể thay thế bằng bàn hay là một cái ghế xích đu gì đó ở khu vực này. Mặt tiền mình sử dụng là đá hoặc để tiết kiệm chi phí hơn. Mọi người có thể sử dụng gạch giả vân đá, lan can kính cường lực hoặc mọi người có thể đổi bằng lan can sắt ha. Rồi đây là nhà mái tôn và em Diễm sẽ cho hướng nước mưa chảy về hai hướng, một seno đổ về phía trước và một ở phía sau. Nhà này có hai ban công, ban công ở phía trước mặt tiền và một ban công ở phía sau nhà như này. Trên sàn của nhà vệ sinh đổ bê tông để mình đặt bồn nước, máy năng lượng mặt trời cũng như là cục nóng lạnh của máy lạnh. Rồi hiên chính có chiều rộng là 2 mét. Mình sử dụng là 3 bậc cấp theo kiểu phong thủy là tiến, thối, tiến. Bậc cuối cùng cũng chính là bậc bước lên trên sảnh. Ở đây bên hông có lối đi 1 mét. Anh chị nào thích thì có thể bố trí thêm một cửa phụ ở đây. Nhưng mà chủ nhà này không có muốn cửa phụ ở khu vực bên hông này nên là em Diễm chỉ bố trí cửa sổ để lấy sáng và lấy gió thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ đi đến công năng của nhà ha. Đầu tiên là tầng trệt. Em Diễm nhắc lại nhà này có diện tích là ngang 5m và dài 14m, không có tính sảnh. Tường bao em Diễm thiết kế là tường 20 và tường ngăn ở trong nhà, tức là mảng tường ngăn phòng ngủ và nhà vệ sinh này thì làm tường 10 thôi. Mục đích làm tường 10 để cho tiết kiệm diện tích. Còn tường bao thì tường 20 để cho nhà mình nó được mát hơn. Rồi đầu tiên là không gian của phòng khách. Phòng khách này có chiều sâu vô đến mép tường của cầu thang là 4 mét. Em Diễm đang nói diện tích phủ bì ha, ngang 5, dài 4 mét. Ở vị trí này sẽ để bộ ghế sofa. Mảng tường sau lưng bộ ghế sofa có nhiều cách trang trí. Đây là một trong những cách anh chị có thể tham khảo là sử dụng vật liệu nhựa giả vân đá kết hợp với nhựa giả vân gỗ. Rồi đối diện ghế sofa là kệ tivi. Nhà này có cầu thang đặt ở giữa nhà. Bảng thang này có chiều rộng là 90 thì ở trong đó mình sẽ chia đôi ra để làm tủ âm tường như này. Một bên mình sẽ sử dụng để làm kệ trang trí cho phòng khách
và một bên của tủ mình sẽ làm kệ để vật dụng của nhà bếp. Đây là nhà lầu thì em Diễm sẽ sử dụng 21 bậc thang cho chiều cao 3,8 m và sẽ chia thành hai vế thang như thế này. Lan can kính cường lực, tay vịn gỗ ha. Tiếp theo là khu vực bếp. Bếp và phòng khách ngăn cách bởi vế thang như thế này. Phòng bếp của mình có chiều sâu vô, nếu mà tính từ chỗ cầu thang đó là 3,8 m. Em Diễm sẽ bố trí kệ bếp chữ L dọc theo hai mảng tường này. Ở bên này là vị trí bếp, bên này là vị trí bồn rửa, kế bên bồn rửa là tủ lạnh. Tủ lạnh thì thông thường thiết kế là để kế bên bồn rửa, như vậy thì sẽ tiện cho việc sử dụng hơn. Ở khu vực giữa là để bàn cơm. Tiếp theo là phòng ngủ. Phòng ngủ thông ra lối hành lang và hành lang của mình có chiều rộng là 1,2 m. Phòng ngủ này có diện tích 3,6 m x 3,3 m, khoảng 10 m². Có một mảng tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh ở phía sau nên anh chị lưu ý là không có xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh nha. Cũng không xoay hướng đầu giường hướng ra cửa chính. Cách đẹp nhất là bố trí hướng đầu giường tựa vào mảng tường này. Bên này là tủ quần áo. Phía dưới giường là kệ tivi. Và phòng ngủ này có một giải pháp lấy sáng là thông qua cửa sổ này. Cửa sổ này sẽ lấy ánh sáng thông qua cửa của sân sau ha. Rồi tiếp theo là nhà vệ sinh dùng chung dưới tầng trệt. Nhà vệ sinh này mình sẽ ngăn ra khu vực tắm và vệ sinh bằng một vách kính cường lực như thế này. Nhà vệ sinh có diện tích là 2,6 m x cho 1,5 m. Còn vị trí máy giặt, anh chị có thể là để bên ngoài, tại vì nhà này có diện tích đất trống nhiều nên là mình sẽ lợp mái và cho khu giặt phơi nó sẽ nằm ở phía sân sau ha. Tiếp theo mình sẽ đến công năng của tầng lầu. Công năng trên tầng lầu này gồm một phòng thờ, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh dùng chung. Đầu tiên vế thang lên, mình sẽ đi lối này ra tập phòng thờ. Phòng thờ của mình riêng biệt thì trong nó sẽ rất là nghiêm trang. Phòng thờ này có chiều sâu vô là 4 m. Có ban công để đi ra khu vực phía trước. Ban công mình trang trí như thế này. Nhìn khu vực này trông giống như là bồn hoa, nhưng mà thực tế thì mình chỉ xây tường và sử dụng vật liệu là nhựa giả vân gỗ ngoài trời để ốp tạo điểm trang trí, điểm nhấn. Và mình đặt bồn hoa riêng để khi mà mình không có muốn sử dụng bồn hoa ở khu vực này thì mình có thể để bàn ghế. Có thể ra đây hóng gió, hóng mát ha. Rồi, tiếp theo là hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ này thông ra lối hành lang và lối hành lang cũng tương tự như ở dưới tầng trệt là có chiều rộng 1,2 m. Phòng ngủ thứ hai của nhà có diện tích là 3,2 m nhân cho 3,4 m. Trong đó em Diễm sẽ bố trí hướng đầu giường ở mảng tường này. Bên này là tủ quần áo. Dưới này là kệ tivi hoặc là bàn làm việc. Đây có một cửa sổ để lấy sáng cho phòng ngủ. Tại vì lối hành lang của mình có cửa sổ thông ra sẵn bên hông 1 m á, cho nên là nhà này đầy đủ ánh sáng và gió. Phòng ngủ thứ ba có diện tích là 29 x 3,4 m, nhỏ hơn phòng ngủ thứ hai một xíu. Thì phòng ngủ này có mảng tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh này, nên anh chị cũng không có xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh. Và giải pháp lấy sáng cho phòng ngủ này là cửa sổ thông ra khu vực ban công ở phía sau nè. Tiếp theo là nhà vệ sinh dùng chung trên tầng lầu, cũng có diện tích tương tự như ở dưới tầng trệt là 2,4 m x 1,5 m. Khi mà xây nhà thì anh chị lưu ý là nên bố trí nhà vệ sinh của tầng lầu và nhà vệ sinh của tầng trệt chung trên một trục như thế này, chung trên một trục như thế này thì nó sẽ đảm bảo được ống thoát nước, cấp thoát nước nó sẽ dễ dàng hơn ha. Vừa rồi em Diễm đã giới thiệu với mọi người một căn nhà 2 tầng lô phố với diện tích ngang 5, dài 14, mà chính xác là dài 13,7 m, không có tính sảnh. Những anh chị nào có lô đất tương tự thì có thể tham khảo qua mẫu này nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em Diễm. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.